ở cái bài trước ấy, thì trong cái bài mà cái kỹ năng mà chúng ta thuyết phục người khác thì tôi đã nói về cách đưa ra những cái lý lẽ mà phải rõ ràng, phải có cơ sở, đúng không? Thứ hai là lời nói phải ngắn gọn, phải có trọng âm, không nên dài dòng, không nên tràn lan. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải ôn tồn, nhã nhặn, lịch sự, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta qua một cái phần, đó là chúng ta cần phải cảm nhận được những cái tác động, đồng thời đến cả nhận thức, tình cảm và cả ý chí của họ nữa, đúng không? Nhận thức là điều kiện quan trọng để con người đi đến một cái quyết định nào đó, để chúng ta làm một cái việc nào đó. Tuy nhiên chỉ có nhận thức thôi thì chưa đủ đâu, mà trong cuộc sống này chúng ta cần phải thường thấy là không hiếm khi mà con người phải biết rõ điều phải điều trái, nhưng họ cần phải hành động theo, nhưng mà đôi lúc là họ không hành động theo lẽ phải, đúng không? Tại sao vậy? Tại vì họ không mong muốn làm cái đúng thôi thì chưa đủ, mà ý chí chưa đủ mạnh để loại bỏ cái sai. Cho nên trong quá trình chúng ta thuyết phục ấy, chúng ta phải mang đến lợi ích cho họ, chúng ta phải phân tích ra lợi ích cho họ, đúng không? Ngoài việc đưa ra lý lẽ phân tích chứng minh thì chúng ta còn phải đưa ra cái điều tốt điều xấu, con đường chúng ta nên đi, hướng đi, gợi mở cho họ. Chúng ta cần phải đưa ra, thậm chí chúng ta đưa ra những tình huống nhất định nào đó để động viên họ, để khích lệ họ, để cho họ thấy cái lợi nếu họ làm theo ý của chúng ta, theo cái quá trình mà chúng ta thuyết phục, đúng không? Vậy thì trong cái vấn đề kỹ năng mềm trong giao tiếp ấy, thuyết phục nó là cái nghệ thuật, không phải cứ đưa ra lý lẽ là người khác nghe bạn đâu, đúng không? Ngoài lý lẽ ra thì bạn phải biết đưa ra những ý kiến của mình thế nào, đưa ra phải đúng chỗ, phải thể hiện như thế nào cho có hiệu quả, đúng không? Muốn vậy thì bạn cần phải nghiên cứu tâm lý của cái người đối thoại. Nhắc lại lần nữa, chúng ta phải nghiên cứu cái ý tâm lý của người đối thoại, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt người ta nói là cửa sổ của tâm hồn. Đấy. Đặc biệt là ngôn ngữ hình thể của cơ thể của chúng ta. Đấy, chúng ta nắm được những mâu thuẫn, chúng ta nắm được những dao động trong 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 tâm lý của họ thì quá trình thuyết phục sẽ trở nên dễ dàng hơn. Còn về lời lẽ, trong vấn đề lời lẽ như thế nào? Lời lẽ là phải dứt khoát, phải tự tin, phải kết hợp nhuần nhuyễn với giữa lý lẽ vững chắc và biện pháp thuyết phục, các phương tiện biểu cảm phi ngôn ngữ, để tăng xu hướng hợp tác, để giảm sự đối đầu của người đối thoại đi. Chẳng hạn như bạn lựa chọn một cái vị trí ngồi và cái khoảng cách giữa đối thoại. Nếu bạn ngồi đối đầu với họ thì có nghĩa là trong tình huống này, nếu bạn ngồi hai người đối đối đầu nhau, đúng không, thì trong 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 tình huống này bất lợi trong vấn đề chúng ta đàm phán cùng với thống nhất nhau một mục tiêu đó. Nhưng mà chúng ta ngồi cùng hướng, cùng hướng thì nó lại khác. Đấy. Cùng hướng thì cái quá trình nó sẽ nó giống như là chúng ta truyền đi một cái thông điệp cho người đối thoại rằng là tôi với anh là đang đang là bạn bè, là đối tác với nhau, đúng không? Đấy. Trong cái trường hợp mà sự đối lập không quá lớn, không thật căng thẳng thì bạn nên chọn vị trí góc ngồi là ở vị trí hợp tác, không nên chọn vị trí ngồi đối diện với người bạn cần cần thuyết phục, đúng không? Trong trường hợp tiếp xúc thì khi nhận thấy dấu hiệu chấp thuận thì bạn cần phải khéo léo chuyển sang một cái vị trí hợp tác mới hơn, và trong trường hợp phức tạp hơn nữa thì bạn cần phải biết đi dần từng bước, thậm chí là phải lùi một bước để chúng ta tiến được được hai bước. Vậy thì cái quy trình thuyết phục nó như thế nào? Từ cái sự phân tích trên ấy, chúng ta có thể đưa ra cái quy trình của thuyết phục gồm có những bước sau đây. Đầu tiên là chúng ta phải tạo được cái không khí bình đẳng đấy. Yếu tố thứ hai là chúng ta phải lắng nghe để hiểu cái người đối thoại. Chúng ta lắng nghe tâm lý của họ, chúng ta quan sát cử chỉ phi ngôn ngữ của họ. Đấy. Chúng ta tìm hiểu là chúng ta phân tích câu từ của họ để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân, cái mối lo ngại, cái mối bận tâm, cái
cái vấn đề mà họ từ chối ta. Đấy. Từ đó chúng ta sẽ bày tỏ cái sự thông cảm. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề và giải tỏa cái mối lo ngại từ chối đó cho họ. Và sau đây là tôi sẽ ví dụ một số cái quy trình của chúng ta sẽ thuyết phục đấy. Ví dụ như là một cái người nhân viên này, anh ấy đến gặp khách hàng để giới thiệu một cái dịch vụ, đúng không? Đầu tiên là người khách hàng nói là tôi đã mua cái sản phẩm của anh, nhưng mà đồng lương tôi thì eo hẹp, hơn nữa thì có rất nhiều khoản chi phí khác. Thì bạn sẽ nói như thế nào? Bạn sẽ có thể nói theo trường hợp như thế này: tôi hiểu, em thì em hiểu hoàn cảnh của anh, nhưng mà anh biết đấy, mua cái sản phẩm của em ấy không phải là chúng ta bỏ ra quá nhiều tiền đâu, mà nó là hình thức tiết kiệm tiền. Tại vì sao? Tại vì bên em đang có khóa giảm giá này đấy, với cái mức phí rất phù hợp. Nếu mà anh mua với giá trên thị trường ấy thì mất 1-2 triệu, nhưng mà em thì em chỉ bán với giá 500 thôi. Với cái mức lương tối thiểu 500 đồng một ngày là anh có thể mua được. Hơn nữa, khi mà anh mua cái sản phẩm của em về ấy, thì anh sẽ tiết kiệm được cái chi phí này nọ, vân vân. Bạn nói ra như thế đấy. Thì khách hàng sẽ gật đầu, tôi sẽ mua sản phẩm của bạn đấy. Và bạn bắt đầu là ký cái hợp đồng mua bán sản phẩm họ, đúng không? Như thế thì cái quy trình mà thuyết phục ấy, nó rất là quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực mà chúng ta bán hàng, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà chúng ta marketing. Và cái bài học về cái quy trình thuyết phục của tôi đến đây là kết thúc.